hướng dẫn sử dụng và lắp đặt máy tắm nước nóng hiệu Ariston. Trước tiên các bạn muốn lắp đặt được cái máy tắm nước nóng Ariston, các bạn cần phải chuẩn bị một cái kìm và cái nhíp thử điện hoặc là cái bút lông. Thank you.
vào cái header nhé, để mà bộ phận chống giật nó hoạt động hiệu quả. Dây lạnh không lên đèn của bút thành điện thì vào ngay cái xanh chữ N nha. Sau khi ta gắn điện xong, quay ra đây lắm, ta bắt chước vào. Nước vào ở chỗ máy bơm nha các bạn. Hoặc là nó có cái hiệu mũi tên màu xanh là nước vào. Chúng ta không cần quấn cao su non nữa, để luôn ép mạch là được. Dù nước áp lực mạnh thế nào chúng ta để luôn ép mạch này dần không sát vô nước vẫn không bị lộ nhỉ. Nhựa chắc nhé. Sau khi mọi thứ hoàn chỉnh, chúng ta mở CP nguồn lên. Khi mở CP nguồn lên thì đèn nguồn sẽ hiển thị màu xanh. Chúng ta muốn thử bơm, thử bơm chạy chúng ta phải mở nước. Là hoạt động bơm, khi ta mở bơm đèn led màu đỏ sẽ cháy, à mình nói gọn là đèn led màu vàng sẽ cháy, bơm sẽ hoạt động. Bơm hoạt động là nhiệm vụ của nó là tăng áp lực nước thôi. Khi nào ta mở công tắc nhiệt
và có cắt lớn là màu dưới thì đèn đỏ sẽ cháy. Đèn đỏ đang cháy thì máy này nó có một phần tự động cảm ứng thức, chúng ta mở nhiệt độ thích hợp rồi mở bơm áp lực vừa đắm, rồi chúng ta không cần phải tắt mở nhiều, chúng ta tắt lại cái quăng tắt nước là máy tự động tắt. Reset sẽ mở lại và nút chính giữa là nút kích bơm, khi nào bơm nó hoạt động ta bấm vào là kích bơm. Test ELCB chống dịch của máy, reset mở lại đơn giản thôi. Sau khi xong chúng ta chỉ cần thay nắp đó thôi.